các bạn khó đi đâu mà chọn được một cái máy chiếu mà nó giá nó rẻ mà nó lại chất lượng, độ sáng tốt mà có thể chiếu được ban ngày như cái em Panasonic VX410 này. Em này nhìn máy như Line New luôn này, cổng ăn chơi nó khá là nhiều luôn, có cổng mạng này, HDMI này, computer này, audio in out này, rất là nhiều cổng ăn chơi luôn. Panasonic PT VX410 nha. Đang chiếu cái màn có kích thước chiều ngang 3 mét luôn. Các bạn sẽ thấy cái chất lượng hình ảnh nó khá là tuyệt vời các bạn ạ. Đây là cái menu của em nói nha các bạn. Đó. Chữ rất là nét luôn. Đó, các bạn thấy nha. Màu sắc này, độ sáng này, đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí về độ sáng, màu sắc, độ nét. Đó, chiếu được trong cái môi trường trình chiếu ban ngày luôn. Panasonic PT-VX410 nha các bạn, hiện tại đang có khuyến mại tại trang web máy chú cũ.com. Máy chú cũ.com, Panasonic PT-VX410.